À, các bạn ơi, hôm nay tình cờ mình gặp được một bé Alaska, dạ, rất là cưng luôn. Không phải là chó mình nha. Bé này là chủ ở bên đây nè, nếu các bạn mà muốn liên hệ thì vui lòng liên hệ anh chủ ha, để chụp hình ha, đặt quảng cáo ha. Chị hai lại đứng em. Một em sen đeo kiến khá dễ thương quá. Tình cờ gặp được một em sen khá dễ thương các bạn. Đeo kiến thấy ngầu không? Nằm luôn rồi vậy đó. Nằm luôn rồi. Cưng ơi, muốn lên YouTube không cưng? Nè. À, cưng biết mặt bé family không? Mặt bé family á. À biết. Cưng cạnh tranh nổi tiếng đó luôn nha. Anh vô đây quay anh nói rồi. Thôi. Được cả cái anh. Cái. Rồi đúng mẹ luôn. Chưa thấy mùa. Trời ơi. Ai chơi chưa? Mùa ba Tết được ở tù không rồi? Nè, tình cờ bé Alaska nãy nó thấy một bé Husky. Dạ, anh ta phóng tới liền. Dữ quá mà. Hay vắng người anh thả cho mày chơi mà bận quá. Đi rồi. Sung quá. Sung quá. Bữa nay mới thấy anh Rai, bữa giờ đâu thấy đâu. Dạ, bữa giờ đó xíu nó làm đâu có đường chỗ vô chơi đâu. Em Rai suốt nào. Rồi, đó, đó thấy chưa? Đó. Rồi, nhìn đi con. Kéo xúc cộng dây ra luôn. Đi.
xin cái đó bấm xin của mình được. Rồi ok, clip mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.